This is a very practical course. Đây là một khóa học hết sức là thực tế. It just helps us in our ministry. Giúp đỡ chúng ta ở trong chức vụ. So definitely it's very necessary. Chắc chắn rằng điều này hết sức là thiết yếu và cần thiết. To operate in the gifts of the Spirit. Để rồi chúng ta có thể được vận hành ở trong những ân thứ của Đức Thánh Linh. One time there was a lady came to our church. Một lần kia có một phụ nữ nọ tới hội thánh của chúng tôi. And she told me she had a gift of finding fault. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy được ban ơn để tìm lỗi của người khác. That's not a gift to the Spirit. Chắc chắn một điều đây không phải là ân tứ của Đức Thánh Linh. Anybody can find fault in other human beings. Là con người thì chúng ta bắt lỗi người khác thì không có gì là khó cả. She had misunderstood the gift of discernment. Cô đã hiểu lầm rằng đó là ơn phân biệt. It's not called the gift of discernment. Đấy không được, cái việc bắt lỗi người khác không được gọi là ơn phân biệt. It's a gift of discerning of spirits. Mà chúng ta nên nhớ rằng ơn phân biệt đó là ơn phân biệt các thần, các linh. So she thought the gift of discerning means I can discern who has fault. Và cô nghĩ rằng ơn phân biệt các thần, cô chỉ lấy cái cụm từ là ơn phân biệt mà thôi, và cô nghĩ rằng cô tìm ra lỗi của người khác, đấy là sự phân biệt. I can find sin in your life. Tôi có thể tìm thấy tội ở trong đời sống của anh. Okay. Now there is sin in every human being. We are human beings. Chúng ta là con người, do vậy nên là mỗi một người đều phạm tội. My wife can find fault with me also. Do vậy vợ của tôi cũng nhìn thấy tôi có rất là nhiều những cái lỗi lầm. So there's no such thing as a gift of fault finding. Do vậy chúng ta thấy rằng không có một cái ân tứ nào được gọi là ân tứ tìm lỗi của người khác. Because that means you just carry a critical spirit. That's what it means. Mà chỉ rất là đơn giản rằng anh đang mang lấy hay là mang theo một cái gọi là cái linh của sự chỉ trích. So this lady, she went from church to church. Và cái người phụ nữ này thì cứ chuyển từ hội thánh nào sang hội thánh kia. Finding what's wrong with the churches. Và tìm kiếm xem hội thánh này có lỗi gì và hội thánh kia có lỗi gì. And I said, thank you very much. You can go to next church. Và tôi nói rằng cảm ơn nhá, mời cô tiếp tục đi các hội thánh khác. So understand that this is discerning of spirits. Và chúng ta cần phải hiểu rằng đây là ơn phân biệt các thần hay là ơn phân biệt các linh. All right. Đúng không ạ? But of course the purpose is to help people. That's always the problem. Chúng ta nhớ rằng cái ơn này được giúp đỡ để rồi chúng ta có thể giúp ban cho để chúng ta có thể giúp đỡ người khác, chứ không phải để rồi chúng ta làm tìm ra lỗi của người khác. Even though Peter, he had discerning of spirit when he discovered Ananias and Sapphira. They were lying to the Holy Spirit. Yeah. Ví dụ, chúng ta thấy rằng Peter được ban cho ơn phân biệt các thần hay ơn phân biệt các linh khi mà ông nhận biết rằng Ananias và Sapphira đã nói dối cùng với Đức Chúa Trời. He saw there was a problem, there was a serious sin in their life. Và Peter đã nhìn thấy rằng có một cái lỗi lầm rất là lớn ở trong đời sống của Ananias và Sapphira. Well, we could also say it was a word of knowledge. Và chúng ta cũng có thể nói đây là lời của tri thức. This is what I mean with it's hard to distinguish when these works together, right? Đấy là điều mà tôi đã nói, rất là khó để chúng ta có thể phân tách ra những cái ân tứ này. Discerning of spirits, word of wisdom, word of knowledge works together. Chúng ta thấy rằng ơn phân biệt các thần, lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức thì làm việc cùng với nhau về sự mặc khải. But I think, for me personally, the most common use of this gift is when I deal with mental sickness. Nhưng mà tôi thấy rằng cái ơn phân biệt các thần được Đức Thánh Linh bày tỏ chủ yếu đó là khi mà chúng ta làm việc với những cái người mà bị bệnh về tâm trí, bị tâm thần. Mentally. Rất là nhiều người người ta bị bệnh về tâm thần. And that's where we really need to discern đó là lý do mà chúng ta rất là cần cái sự phân biệt ở bên trong. I know one teacher, he was suffering from depression many years. Very famous Bible teacher. Prison, right?
No, he was suffering from depression. Tôi biết một cái giáo viên dạy kinh thánh rất là nổi tiếng và ông bị tức là ông bị khó khăn, ông bị trầm cảm trong nhiều năm. And after many years he discovered it was a demon causing this depression in his life. Và sau nhiều năm thì ông khám phá ra rằng đây có một cái tà linh đã áp chế ông và khiến cho ông bị như vậy. So when he dealt with the demon, the depression left. Và sau đó ông đã đối diện với cái tà linh đó và xử lý nó và sau đó thì cái sự trầm cảm nó biến mất. But it's wrong to conclude that all depression is demon activity. Thật là sai lầm nếu chúng ta đưa ra kết luận rằng mọi cái sự trầm cảm hay mọi những vấn đề liên quan đến tâm thần hay mọi căn bệnh liên quan đến cái liên quan đến ma quỷ. That is the wrong conclusion. Đấy là một cái lời kết luận sai lầm. Amen. Đúng không ạ? Okay. Let's move to another gift. Chúng ta sẽ chuyển đến một cái ân tứ tiếp theo ạ. Our text is 1 Corinthians chapter 12. Chúng ta đang ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương số 12. So we like a mechanic, we take all these parts and we look at it and finding out. Chúng ta giống như một người thợ máy, chúng ta tháo gỡ từng chi tiết để rồi nhìn vào bên trong. When we are actually going somewhere on the motorcycle, we don't need to do that. Nhưng mà khi mà chúng ta đi đâu đó mà sử dụng xe máy thì chúng ta không cần phải gỡ các thiết bị ra để xem nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải tháo gỡ từng chi tiết để chúng ta biết cái chức năng và cách vận hành của nó. So, to one is given the word of wisdom, verse 8. Chúng ta ở trong câu số. Another word of knowledge through the Spirit, to another faith by the same Spirit. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh cũng được lời nói tri thức. Chúng ta sẽ một điều khác nữa là bởi Đức Thánh Linh cho người kia được đức tin, chúng ta sẽ nói về đức tin bây giờ. Và có một ân tứ được ban cho gọi là ân tứ đức tin. We are talking about the three gifts of power. Power gifts. Chúng ta bây giờ sẽ nói đến một cái nhóm số 2, tức là nhóm ân tứ về năng quyền, sức mạnh. Chúng ta chia ra thành 3 nhóm khác nhau. Thứ nhất là nhóm về sự mặc khải, nhóm thứ hai về nhóm về năng quyền. The power gifts. Nói về những cái ân